nụ cười. Chúc mừng hai em và giải thưởng 150 triệu. Dù gì đi nữa, đi tiếp hay không phải lên bắt tay em cái, quá thông minh quá rồi. Còn trẻ nha, chịu đầu tư, chịu suy nghĩ, đi thi và cho mọi người thấy là em nghiêm túc với cuộc thi này. Gặp MC luôn, không tha danh bàn thờ. Chịu, dễ thương. Làm đi. Dạ. Dạ. Rồi, hai em chuẩn bị vị trí nha. Cố lên, 60 giây, vòng 1 bắt đầu. À! Kiệt. Coi giùm tao con hường, có đường theo tao không? Không, mà có vụ gì? Trời, tôi đang đi tìm đồ sưu tầm, tự nhiên đâu bà vô đánh, rồi nó đuổi tao chạy khắp sân trường luôn mày. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Tao cũng sưu tầm mà xong đánh tao. Nè, tao sưu tầm tem nè, sưu tầm xe nè, sưu... Ủa mà mày sưu tầm cái gì? Đồ cột tóc con gái. Mày hết làm con trai rồi. Chúng ta đã cười và em đã vượt qua được vòng 1. Và 60 giây bắt đầu. Thiệt, mày là cái thứ bạn thân á. Thấy tao bị con Hường được không biết lại can. Mày đứng đây mày coi cái gì mà có hoài vậy? Bởi vậy, tao đẹp chứ tao đâu có điên. Vô cho nó quýnh chung hả? Mày không nghe ông bà ta đã có câu: đã là bạn thì mãi mãi là bạn. Đừng như sông, lúc cạn lúc đầy. Mặc cho sông lúc cạn lúc đầy, mạng ai nấy giữ, bạn bè tính sao. Ha. Tao nói cho mày nghe, bạn tốt á là khi mới thấy bạn té phải biết lại đỡ, chứ đừng đợi bạn tắt thở rồi mới tới thắp nhang. Nè bạn tốt nè, kêu mày lo học bài đi, sắp kiểm tra rồi đó. Khỏi học, tao có cách hết rồi. Cách gì? Tới giờ kiểm tra, ngồi nghiêm túc trong lớp, sau đó nở một nụ cười thân thiện với bạn kế bên. Bạn ơi, thương lấy mình cùng, tuy rằng khác giới nhưng chung một đề. Bạn ơi. Mày rồi, lo học hành đi, sắp kiểm tra anh văn rồi đó. Trời ơi, trình độ anh văn tao vậy là đủ xài rồi. Cái gì? Đủ hả? Bây giờ tao là người nước ngoài nè. Ừ. Tao vô có nghĩa địa. Ừ. Tao gặp mày. Ừ. Tao hỏi cái này là cái gì? Ừ. Mày giải thích làm sao? Dễ thôi. You. You. Người nước ngoài. You mom. Mom. Dad. Đe là gì? Đe là đẻ á, tiếng Anh không có dấu. Trời ơi, bán lại kìa. 60 giây, vòng 4, bắt đầu. Ê mày, con Hường hôm qua kể tao nghe là em mày khóc đúng không? Chính xác. Ủa sao vậy? Trời, nó đố tao một câu, tao trả lời nó khóc luôn mày. Câu gì vậy? Nó đố, anh hai, nếu như anh hai có 5 cục kẹo, ừ. Em lấy của anh hai 2 cục. Hỏi anh hai còn bao nhiêu cục? 3 cục. 5. À, 5. Sao 5 được? Giờ có 5 nè, lấy 2 còn nhiêu? 5. Sao kỳ vậy? Có cho đâu mà lấy. Tôi hiểu sao em mày khóc rồi. Bởi vì trình độ trung học cơ sở mày đâu có đủ. Mày làm như mày giỏi lắm vậy. Chứ làm sao? Giờ tao đố nè. Con chuột nào thui nhất? Ở chuột cống. Sai. Ở chuột xạ. Sai. Chứ chuột gì? Chuột chết. Rồi tao thua. Rồi, đố mày con chuột nào đi bằng 2 chân. Ê, làm gì có con chuột nào đi bằng 2 chân? Chuột Mickey, ngu như con bò. Vậy tao đố mày con vịt gì đi bằng 2 chân? Vịt đâu nè? Con vịt nào mà không đi bằng 2 chân, ngu như bò. Ok, mày thôi. Mày, Mượn ơi. Gì vậy? Rồi, ví dụ như mày sai một chỗ. À. Làm thế nào để xóa chỗ này? Gạch. Sai. Xóa. Sai. Xíu sao? Xẻ. Vòng 2, con đã vượt qua vòng 4. 60 giây, vòng 5 bắt đầu. Nó chơi đòn tâm lý. Nó chơi đòn thời gian. Để rồi coi. Coi các ngươi làm được gì. Gan không sợ. Đúng là tuổi trẻ nó gan thiệt. Nó gan, nó liều. Cả 30 giây rồi. Bây giờ là nó diễn cho mình. Nó mình đang trẻ. Diễn cho nó. Nó trẻ, nó có thời gian. Còn mình già rồi. Không chừng đến 59 giây mình gãy mới chết chứ. Coi nó làm cái gì. Nó bình tĩnh dữ ta. Hai nó vẫn nhìn. Tôi vẫn rung. Dạ thôi con lên TV vậy đủ rồi, con đi về. Yeah.
60 giây bắt đầu. Má ơi, tại sao vậy má? Tí xí em xả dài một xíu. Dạ em đang đóng vai con gái, em nói chuyện với má của em. Dạ. Má ơi, tại sao vậy má? Tại sao má cấm con quen ảnh vậy? Chúc mừng bạn giành lấy 2 triệu từ danh hài Trấn Thành. Bắt đầu. Má ơi, tại sao má không cho con quen ảnh vậy má? Trời đất ơi, má nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái con lứa mới có lớp 3, lớp 4 hà mà yêu chi con trai không biết nữa. Yêu con gái đi cho má vui. Trời đất ơi, má ngộ quá à. Hồi đó má quen có ai cấm má hôn? Trời đất ơi, tao cấm mày là tao thương mày đó. Gì? Cấm là thương? Cấm là không có thương á. Không thương nên mới cấm á, thương là không có cấm rồi. Mày nói cái gì vậy? Hả? Trời đất ơi, hồi đó bà ngoại mày thương tao nên mới cấm tao đi chơi với trai đó, mày biết không? Đó, thấy chưa, cấm má chơi với trai mà sao má đẻ ra con. Đó, giờ má cấm con nữa là đẻ ra nữa rồi làm sao? Trời đất ơi, nhờ cấm nên mới đẻ rồi mình mày. Không cấm là một chục đứa như mày rồi, mày biết không? Hả? Thôi đi, tao nãy giờ cũng nói giờ má không nghe lời con gì hết trơn vậy. Trời đất ơi, má tán một tán vô cái bờ mông bên trái là chết nha con. Ha, trời đất ơi, tao đẻ ra mày mà. Cái gì kỳ vậy? Thôi đất ơi, đẻ ai đẻ không được, con gái cũng đẻ được vậy. Thôi đi, rồi bây giờ tao bắt mày hay mày má tao? Ủa bây giờ má má con hay là con? Chúc mừng bạn, giải thưởng 10 triệu thuộc về bạn. Em sẽ thi tiếp. Thi tiếp. Và 60 giây, vòng 3 bắt đầu. Em yêu dấu, kể từ lúc đôi ta xa nhau, rời quê hương thành phố Hồ Chí Minh đi lập nghiệp. Anh đến Sài Gòn, còn em đến thành phố mang tên Bác xa xôi. Tuy khoảng cách về địa lý cách trở, tuy nhiên lòng anh lúc nào cũng nguôi nhoai nhớ về em, có biết không? Trời đất ơi, thời tiết ở đây nó rất là kỳ lạ. Một tuần mưa có 2 lần, lần mưa 2 ngày, lần sau mưa nhiều hơn chút, được 5 ngày. Mà thấy mưa một cái là nhà anh gặp nước, nhà em nước cũng lên láng. Mà ngộ một cái là cứ chiều chiều mà anh đi dạo ở trong cái Dinh Độc Lập á, thì lúc nào anh cũng mong được bắt gặp hình bóng của em. Nhưng mà có ngờ đâu em lại đi ở Dinh Thống Nhất. Bởi như vậy cho nên chết rồi, thời gian sắp hết rồi em ơi, cho nên anh không thể nào viết cái lá thư này xàm hơn được nữa. Càng xàm nhưng mà ban giám khảo cũng lại không cười, mà không cười thì anh sẽ bị khủng hoảng, rồi tâm thần, rồi bế tắc, rồi anh sẽ bị bệnh. Anh sẽ là ambulance băng ca. Cho nên là thôi kết thư thì chúng ta, anh nghĩ rằng là tình anh giữ tình em giữ tình em, tình em giữ tình em giữ tình anh, tình anh giữ tình anh giữ tình em, gửi em cô gái bán bún mắm. Chúc mừng bạn. Sự thì em cũng có chuẩn bị một tiết mục tiếp theo, cho nên em sẽ đi tiếp. Đi tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Xin hân hoan chào đón mọi người đã đến với chương trình Hẹn Hò Giấu Mặt. Tôi là MC và hôm nay nhân vật nam chính của chúng ta chính là anh Sumali Công Linh. Dạ, chào anh Linh. Không biết rằng là hôm nay anh đến với chương trình Giấu Mặt thì anh có muốn nhắn nhủ điều gì với nhân vật nữ của chúng ta không ạ? Hello. Is it me you're looking for? Và câu thứ hai tôi muốn hỏi anh là sở thích của anh là ăn cái gì ạ? Và câu thứ ba là tôi muốn hỏi anh đó là không biết là anh đã làm sẽ làm gì để mà gây ấn tượng với người bạn nữ này ạ? Và cuối cùng xin nhân vật nữ lộ diện, đó chính là bà Quỳnh Tú Hồng, 70 tuổi. Không, đừng cố ý nắm tay nội thì hãy nói hết đi nội, những năm tháng yêu nội giá giờ. Đập anh, đập liền ở đây luôn hả? Đứng đây luôn hả? Mà chết rồi phải không? Chết thuốc rồi phải không? Sao? Chết thuốc rồi phải không? Chết thuốc rồi anh ơi. Rồi yên tâm. Rồi, rồi 1, 2, 3 bấm. Rồi 60 giây bắt đầu. Anh Thành ơi, anh Thành ơi, dưới quê em có mấy cái cốc, nói thiệt với anh nha. Wow. Chứ quê anh em bị chó cắn mà, anh em liều cái mạng em á, leo lên cây kiến vàng, có kiến vàng thiệt, em bẻ mấy cái cốc, còn cư mấy luôn. cái cư xanh luôn á. Cư xanh luôn đó, anh ăn nha, nhớ anh ăn, anh đừng có nuốt hột nha. Bọn đã chiến thắng vang rồi, thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Cười rồi. Có cười à? Chán cười, chán cười. Bấm cái nữa trời lớn luôn. Rồi 60 giây bắt đầu. Dưới quê em không có gì. Hồi sáng cái ông anh á, nở sớm, hình như ổng chọc vườn thọt vậy nè. Cái lên em nói chú ơi, chú cho con mượn cái cây con thọt cũng văng cái vừa xuống. Sau nó mọc ra cái cây, nó ngộ ra chiếc này lên đây tặng cho anh Trấn Thành với Trường Giang về nhà chồng.
Thật, cái cây này á, trái không nó nhiều. Trái nó ít lắm, chừng mười mấy trái một cây à. Dạ anh. Ủa cái gì vậy? Cười chỗ nào? Thầy tôi không hiểu tôi cười. Mười mấy trái một cây là... Nè đó, ăn khế trả vàng đó. Ăn khế trả tiền đó. Ghê thiệt. Ủa, anh hiểu luôn hả? Đi tặng quà vậy? Kệ đi. Lấy hội trái cây mà. Nữa. Nữa lỡ mất luôn. Sao trời? Nè em đã mất rồi, không còn gì để mất chân á. Trời. Rồi làm kia. Rồi 60 giây bắt đầu. Để này ra ông thấy chết. Khai đi, cái đó không vui. Em vui không? Rồi còn cái dừa này nữa anh. Thằng anh sẽ dừa đó. Mì gói anh em theo ăn. Lỡ này hiến cho anh luôn. Không được đâu. Bơm nè, người trái. Trái 5 ngàn. Với quê mua của bà chị. Trái 5 ngàn thiệt. Thiệt tình luôn. Tặng anh nè, nhớ ăn chừng nổ chết. Ngồi đây chừng nổ chết. Hai mươi triệu cho một chàng trai đến từ Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ở đâu ra mà đồ đạc là hiến với tôi? Làm gì hiến xác vậy? Hiến từ hiến tới ghét á. Trời ơi, bán chiếc xe lên tới đây chơi là chơi khô máu rồi. Rồi nó tặng trái bơ nữa, nó ăn đi chúng tôi nổ. Dễ sợ thiệt. Em nó muốn 40. Thí. Mà anh nói trước nha. Mất là mất á nha. Mất là mất tất cả. Mất cả Trang luôn. Lỡ rồi như bây giờ á, chiếc xe mình cũng mắc rồi, thứ gì mà chịu nổi anh? Không có thứ gì chịu nổi á. Chuyến này đi Bình Dương bán nước tương luôn. Đi Bình Dương bán nước tương. Rồi. À, làm nha. Rồi anh. Em có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Dời. Anh Cẩn Thành với anh Trường Giang biết cái vỏ này vỏ gì không? Hả? Không. Vỏ sách chứ vỏ gì? Chúc mừng bạn, bạn vừa lấy được 40 triệu từ hai vị giám khảo.